Nhân gây bão khi thể hiện ca khúc Đôi Bờ. Trúc Nhân và Đôi Bờ vừa qua bỗng gây sốt trên khắp các nền tảng âm nhạc và đạt được thành tích ấn tượng. Phần trình diễn cũng mở ra những tâm sự, chất chứa của nam ca sĩ về trải nghiệm tình yêu và âm nhạc. Sau một tuần lên sóng, ca khúc Đôi Bờ do Trúc Nhân thể hiện trong tập 3 của chương trình. Xuân hát à Tê Hô Đê Ông rồi lại ít uân mùa 2 hiện đang giữ vị trí thứ 3 trending music on YouTube. Đôi Bờ, nhạc Ý, lời Việt của Lữ Liên là một bản ballad sâu lắng, chất chứa lời tâm sự của chàng trai khi phải chia xa người con gái mình yêu. Là ca khúc có tuổi đời hơn 50 năm kể từ khi được viết lại lời Việt, Đôi Bờ từng được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện như là Anh Tú, Lê Cát Trọng Lý, Lâm Nhã. Chia sẻ về mối duyên với Đôi Bờ, Trúc Nhân cho biết anh đã từng nghe bài hát này 2 lần ở 2 thời điểm khác nhau. Lần đầu là khi anh 25 tuổi, vô tình nghe được từ một người bạn đang thất tình. Trúc Nhân không khỏi thắc mắc bài hát này có gì đâu mà làm anh ấy khóc nhiều đến thế. Sau thời gian dài, bản thân Trúc Nhân cũng đã nếm không ít trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống lẫn tình yêu. Đến lần nghe thứ hai, cũng là lúc tập luyện để trình diễn trong show Xuân hát à Tê Hô Đê Ông rồi lại ít uông. Nam ca sĩ đã khóc và phải dừng buổi tập khi chỉ mới thể hiện 2/3 ca khúc. Khi đó, Trúc Nhân 31 tuổi. Đôi Bờ vốn là một ca khúc tương đối dễ thể hiện, kể cả quãng của bài hát cũng như giai điệu đều không quá phức tạp. Tuy vậy, để trình diễn Đôi Bờ có thể chạm vào cảm xúc của người nghe là điều không dễ dàng. Dưới phần bình luận, rất nhiều lời khen Trúc Nhân khi đã cân bằng tốt giữa kỹ thuật và cảm xúc, mang đến một trải nghiệm khác với những phiên bản Đôi Bờ trước đó. Vừa là cảm giác nhẹ nhàng, điềm tĩnh của một người đã vượt qua được nỗi đau, lại vừa thiết tha, da diết như cách vết thương nhói lên khi vô tình chạm phải. Với những ca khúc như Đôi Bờ, chỉ có một cách duy nhất là đầu hàng trước nó. Hãy trao cho ca khúc trái tim, để ca khúc dẫn dắt và điều khiển mình, đừng gồng lên để thể hiện nó. Khi cả hai hòa vào làm một, bạn sẽ tự cảm nhận được điều kỳ diệu của âm nhạc, Trúc Nhân chia sẻ. Với chất giọng nội lực, linh hoạt cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Trúc Nhân là một trong những ca sĩ trẻ được khán giả công nhận về giọng hát lẫn tính giải trí của thị trường âm nhạc hiện nay. Bên cạnh những ca khúc trào phúng, sôi động, nam ca sĩ vẫn được khán giả yêu thích khi thể hiện những sáng tác ballad sâu lắng, trầm buồn. Chính vì thế, người hâm mộ không khỏi trông đợi vào những dự án dài hơi và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ đến từ anh.